trở lại với kênh YouTube Tín Đồ Điện Tử ông Nguyễn. Hôm nay ông Nguyễn chia sẻ tới các bạn thiết bị bảo vệ nguồn đến từ công ty trách nhiệm hữu hạn Nissan, địa chỉ khu công nghiệp Nội Bài đến Sóc Sơn, Hà Nội. Đây là thiết bị quản lý nguồn có model Nissan Efficiency 88. Đây là dòng sản phẩm chính hãng của công ty mới vừa ra mắt. Hôm nay ông Nguyễn chia sẻ tới anh em biết đến dòng sản phẩm quản lý nguồn này. Hôm nay ông Nguyễn đại diện cho công ty chia sẻ tới anh em được biết thiết bị quản lý nguồn cao cấp này qua video ngày hôm nay. Về trang bị cho bộ quản lý nguồn, công ty đã trau chuốt về ngoại thất nhìn rất bắt mắt. Về bề mặt của thiết bị được bố trí một automat chống chập an toàn, khi thiết bị xảy ra sự cố thì hệ thống automat ngắt nguồn điện chính lên các thiết bị được kết nối với quản lý nguồn rất an toàn. Khi đóng automat cho thì đèn báo ở phím tắt mở nguồn có đèn màu đỏ. Anh em bấm phím nguồn cho thiết bị hoạt động, lúc này các cổng tương ứng với các phím bấm lần lượt khởi động. Trên bề mặt có 8 phím bấm. Mỗi phím bấm được ghi cụ thể từng kênh phía sau tương ứng với phím trên bề mặt. Ngoài ra anh em có thể tắt mở độc lập từng kênh qua những phím bấm trên bề mặt. Bên cạnh là một màn hình LED hiển thị chế độ điện áp ANC đầu vào cũng như đầu ra của các kênh. Và hai ổ cắm phía trước để anh em cắm thiết bị tạm thời vì hai cổng phía trước này không được sử dụng rơ le bảo vệ. Và đây là phía ổ cắm đằng sau. Phía đằng sau từ phải sang trái từ 1 đến 8 ổ cắm, mỗi ổ cắm được liên kết cùng với phím bấm được ký hiệu trên bề mặt, anh em có thể sử dụng hoặc tắt thiết bị qua các phím bấm. Tất cả 8 ổ cắm phía sau mỗi ổ cắm đều được thiết kế rơ le bảo vệ từng cổng ra lên các thiết bị được kết nối với quản lý nguồn, được bảo vệ tuyệt đối an toàn. Anh em có thể tắt mở cổng sau bằng phím bấm theo ý muốn trên bề mặt. Ông Nguyễn ví dụ luôn để anh em hiểu chi tiết hơn. Ngoài ra anh em có thiết kế tụ âm thanh thì cạnh giữa nguồn đầu và có công tắc kèm theo cho anh em chỉ việc cắm và di chuyển công tắc đến vị trí theo ý muốn. Tất cả các thiết bị của công ty được nhập khẩu và lựa chọn những linh kiện điện tử tốt có thương hiệu nên sản phẩm có chất lượng cao và an toàn nên anh em tha hồ yên tâm sử dụng. Và bây giờ ông Nguyễn chia sẻ giá niêm yết của công ty anh em tham khảo. Giá sản phẩm được niêm yết có giá 2.399.000. Tất cả các sản phẩm chính hãng của công ty được bảo hành 12 tháng và lỗi đổi mới trong vòng 30 ngày. Ông Nguyễn có để URL của công ty dưới phần mô tả anh em vào tham khảo. Công ty có rất nhiều các sản phẩm về âm thanh đều có giá niêm yết theo từng hạng mục theo sản phẩm. Anh em tham khảo và muốn sở hữu dòng sản phẩm nào liên hệ với ông Nguyễn để được tư vấn và có giá ưu đãi tốt hơn. Vì ông Nguyễn đại diện cho công ty chuyên giới thiệu các dòng sản phẩm chính hãng của công ty đến tay anh em, ông Nguyễn có chính sách riêng nên anh em an tâm sẽ có giá tốt. Đây là số điện thoại của ông Nguyễn để anh em tiện liên hệ 0968629568 và kết bạn Zalo để được tư vấn cụ thể hơn 0968629568. Các bạn xem video nhớ chia sẻ và đăng ký kênh để đón xem những video ông Nguyễn chia sẻ tới anh em nhiều dòng sản phẩm khác để anh em cùng tham khảo và phúc sở hữu các sản phẩm mà các bạn mong muốn. Cuối cùng ông Nguyễn xin chúc tất cả các bạn thật nhiều sức khỏe và thật nhiều niềm vui. Xin chào và hẹn gặp lại!